Hai xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Game đây. Thì FIFA vừa có bản cập nhật mới nữa rồi, bản 1.52.0. Thì bản này thì cập nhật trên CS Play nha. Nếu bạn nào mà không để tự động cập nhật á thì bạn lên trên CS Play các bạn cập nhật trước bản FIFA này rồi các bạn hãy cài Flash này vào thì mới xài được nha. Thì các bạn lên trên CS Play gõ FIFA rồi vào đó có chữ cập nhật đấy, các bạn bấm là cập nhật được thôi. Thì bản cập nhật này hồi nãy mình cập nhật là khoảng 100 mấy chục MB đấy. Giống vậy là mình định làm bản 1.51.8 cơ, nhưng mà mình nghe có vài bạn comment là có bản mới 1.52.0 nữa rồi, cho nên là thôi mình cập nhật bản mới sẽ đây rồi mình làm flash luôn cho bạn đây. Thì đây là bản mới nhất, bản 1.52.0, bản flash V3. Thì bạn nhớ là cập nhật trước khi cài flash này vào mới xài được nha. Thì ok, trước khi vào video ngày hôm nay thì nếu bạn đang xem kênh của mình, đang sử dụng flash của mình thì nhớ để lại cho mình một like cũng như một cái comment để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì enjoy thôi. Rồi bây giờ nhìn sơ qua về bản Flash V3 này một xíu trước khi cài đặt nó vào máy nha bạn. Thì bản này dĩ nhiên rồi, đây là bản mới nhất dành cho bản 1.52.0 này. Xóa những cái banner quảng cáo và nền trong game này, xóa những cái hiệu ứng gay lát như là hiệu ứng bo, trong đó có rất là nhiều cái hiệu ứng như là hiệu ứng skin súng này, hiệu ứng mây các thứ, nói chung là rất là nhiều. Tiếp tục là xóa một số cái âm thanh trong game như là âm thanh máy bay, âm thanh khi nhảy dù, rồi một số âm thanh nữa. Tới ưu pha game cho bạn này, ổn định FPS, hỗ trợ bạn vào trận nhanh cũng như là giảm lát rất là hiệu quả. Thì đó là sơ qua về bản Flash V3 này. Thì để có thể tải bản này về máy, các bạn sẽ kéo phần mô tả video nha. Ở phần mô tả mình có để một cái đường link dẫn đến trang web này đó, các bạn bấm vào xuyên trang web này ra, xong bạn kéo đến phần tải về, bấm cho mình vào nút tải về đây. Thì link download các thứ mình đều để phần mô tả hết đó. Sau bạn bấm vào tải về rồi nó hiện cho bạn thêm một trang mới như thế này để chúng ta hãy tiến hành lấy link download nha. Hiện tại cái trang lấy link này nè, các bạn sẽ thấy cái phần chạy dây đây, và bạn phải đợi phần này chạy xuống 0 giây thì bạn mới lấy được link download. Nếu bạn muốn tải nhanh, các bạn bấm cho mình vào nút tải nhanh ở đây. Thì nó sẽ mở thêm một trang mới tương tự như thế này nữa, và bạn hãy ủng hộ cho mình cách click cho mình một cái quảng cáo trang này. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Ok, xong thì bạn quay trở lại trang vừa rồi, bạn bấm vào tải nhanh á, nó sẽ chạy không dây cho bạn rất nhanh, thấy chưa? Rồi, nó chạy không dây rồi, nó hiển chúng ta những chữ tải về dưới này, bấm hay download flash về rồi. Thì ở đây sẽ có cho bạn bản flash này. Ở dưới này sẽ có thêm cho bạn một cái ứng dụng hỗ trợ giảm lag FIFA của MyGame Studio không thể thiếu nữa. Nếu bạn muốn giảm lag tốt hơn này, giảm văn game và đứng hiệu quả hơn, các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nha. Còn file tăng tốc thì có thể là bản sau mình sẽ ra cho bạn, mình sẽ cố gắng làm. Dạo này thời gian của mình hơi bận một xíu nên bạn thông cảm với mình nha. Ok, thì các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nha. Các bạn bấm vào tải về đây nè, nó sẽ mở CS Play lên để bạn download ứng dụng này về nha. Rồi còn bây giờ mình sẽ tải Flash về. Ok, mình tải Flash về đây. Sau bạn đã bấm vào tải về rồi, nó hiện media file ra. Tại đây bạn chọn cho mình chọn nút xanh xanh này để tải Flash thôi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó tải Flash về máy thôi nha bạn ơi. Ok, thì sau khi tải về xong luôn á, các bạn hãy thoát luôn trình duyệt này ra nha. Rồi bây giờ sẽ đến một cái bước rất là quan trọng, đó chính là cài đặt Flash. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Jaiver để có thể giải nén file Flash và cài đặt file. À, bạn sử dụng bất cứ phần mềm giải nén file nào mới xài, còn không thì lên trên CS Play gọi đúng cái tên của ứng dụng này để có thể thao tác giống mình, tải về thao tác giống mình cho dễ nha. Còn đây là FIFA Booster này, nãy mình có nói đó, link mình có để trong bài viết cũng như là phần mô tả video cho bạn. Các bạn nhớ tải về và sử dụng kèm với Flash nha. Nếu bạn muốn giảm lag tốt hơn, phần game đứng hình hiệu quả hơn á, các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này. Mỗi lần trước khi chơi bạn mở lên để cho nó chạy, nó sẽ tối ưu game, tối máy, xong nó sẽ mở game cho bạn sau, giúp bạn giảm lag tốt hơn rất là nhiều. Ok, còn đây là game Booster, game minh quanh dành cho những thứ game khác nữa như là Liên Quân, PUBG, Call of Duty, các thứ nếu bạn có chơi. Thì những cái link link của những cái game booster này nè mình đều để phần mô tả video hết cho bạn, các hàng có thể dễ dàng tải về nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ mở Jaiver lên hướng dẫn các bạn cách cài đặt Flash. Sau khi đã mở được cái phần mềm này lên rồi, các bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Đầu tiên bạn vào cho mình thư mục Android ở đây, chú ý vào đúng nha các bạn. Xong tiếp tục các bạn vào tiếp cho mình thư mục data đây nè. Rồi tới đây bạn kéo dưới siêu, bạn thấy thuộc mật cơm chấm d chấm wifi thì file này là file gốc hoặc là Flash cũ mà bạn cài đặt cho máy. Các bạn tiến hành xóa đi cho mình cách là nhấn giữ nó. Ok, chọn cho mình phần xóa dưới này rồi bấm ok. Thì sau khi đã xóa rồi, các bạn quay cho là bộ nhớ bị nha, bằng cách là bấm trên này nè, nó sẽ xổ xuống như thế này. Bạn chọn cho mình dòng bộ nhớ bị thôi. Rồi đây bạn kéo dưới siêu, bạn thấy một thư mục chính là thư mục download. Bạn vào cho mình thư mục download này và các bạn sẽ thấy chính là bản Flash V3 V23 mà bạn vừa download về nãy. Bạn tiến hành giải nén nó ra bằng cách là bấm vào nó. Lưu ý là các bạn chỉ cần bấm một lần thôi và không cần giữ vào màn hình nha, nó mới hiện như thế này đấy. Xong bạn chọn cho mình dòng giải nén vào tên lưu trữ thôi. Giải nén xong các bạn sẽ thấy cái thư mục mới hiện ra đây, Flash V3 V23 này. Các bạn vào cho mình cái thư mục này và cắt cho mình cái file Flash nha. Đây đây là file Flash, nhấn giữ vào nó cho mình nha. Ok, chọn cho mình phần cắt. Rồi sau khi đã cắt được rồi, bạn quay trở lại bộ nhớ bị cho mình bằng cách là bấm trên này, nó xổ xuống chọn mình dòng bộ nhớ bị nha, rất đơn giản thôi. Xong bạn quay trở lại với cái đường dẫn này, bạn xóa file vào cho mình thư mục Android nãy này. Rồi xong tiếp tục là vào lại data nha. Ok, tại đây bạn tiến hành dán Flash cho mình. Ở đây sẽ có hai nút để các bạn có thể dán, các bạn bấm nút nào cũng có thể dán được hết nha. Rồi dán xong bạn kéo dưới xíu, bạn thấy cơm giống data chấm wifi hiện ra trở lại là bạn đã cài đặt Flash thành công rồi. Thì ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bản Flash này. Nếu bạn thấy bản Flash này hiệu quả, video của mình có cho bạn, cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với video test của bản Flash này nha. Bye bye, chị Lan kiếm hộ mình nha.
Thank you.
Thank you.